Thưa quý vị, sự việc tuyến đường nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công thuộc quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ được đặt tên là Ngô Minh Dương và tìm kiếm trên Google Maps cũng ra tên này đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Trong quá trình xây dựng tuyến đường theo cơ chế Reboot Missing Place nên Google đã đặt tên con đường mới mở này là Ngô Minh Dương. Nhưng sau đó chính các đơn vị xây dựng trên tuyến đường này đã tự ý lấy tên theo Google và cũng tự cấm biển. Chính vì thế mà dù không có một văn bản nào của các cơ quan chức năng, nhưng mặc nhiên đoạn đường này được mang tên là Ngô Minh Dương trên Google Maps và trên thực tế. Cũng có thể vì điều này, dù đường được tự phong là Ngô Minh Dương, nhưng nhân vật này là ai, tiểu sử và lai lịch ra sao thì từ chính quyền cơ sở đến người dân sống trong vùng không ai biết. Trước sự phản ánh của dư luận, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, thành phố không ban hành bất cứ văn bản nào đặt tên cho con đường mới nối từ đường Võ Chí Công tới đường Phạm Văn Đồng. Trước đó đã kiểm tra lại thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã liên hệ với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và cũng nhận được kết quả tương tự. Do vậy, đoạn đường mới mở này được mang tên Ngô Minh Dương là hoàn toàn tự phát và do chủ đầu tư các công trình xây dựng tự cấm biển. Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu quận Bắc Từ Liêm giải trình về sự việc. Ngay khi nhận được thông tin là đơn vị quản lý địa bàn, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Tảo, huyện Bắc Từ Liêm đã yêu cầu chủ đầu tư tới làm việc và yêu cầu tháo dỡ biển đặt tên đường. Bà Đỗ Thị Hương Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Tảo cho biết, tấm biển đặt tên đường Ngô Minh Dương hiện đã được tháo dỡ và trong thời gian tới sẽ tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư giải trình về việc làm này. Câu chuyện con đường mang tên Ngô Minh Dương có lẽ là một ví dụ cực kỳ sinh động về thời đại Google. Đó là một thời đại mà tư duy phân tích và trí nhớ của con người dần bị triệt tiêu bởi thao tác gõ phím. Trí nhớ của chúng ta sẽ luôn trong trạng thái mang máng và yên tâm là nếu cần tìm hiểu chỉ cần gõ Google là ra. Còn sự phân tích để tìm hiểu bản chất vấn đề luôn bị coi là xa xỉ khi có thể trích dẫn mọi điều mà ta muốn. Ngô Minh Dương chỉ là một cái tên và nó được đặt cho một con đường mới đẹp bậc nhất ở thủ đô. Nó tồn tại cả năm trời, dù không ai biết lý do cái tên đó được đặt. Đừng hỏi vì sao Fake News có đất sống. Việc đặt tên đường rất phức tạp qua nhiều bước và phải có ngân hàng tên đường. Không hiểu sao có sự cố này được anh ạ. Theo cách thông thường, Hội đồng Nhân dân đặt tên này nọ nghe rất hợp lẽ, nhưng những cái tên đặt ra cũng chả lan quyền gì đến sự quan tâm của cư dân, thậm chí cũng chả biết kẻ mang tên đường là ai. Thế thì thứ để ghi địa chỉ là cái quái gì chả được. Tốt hơn cả nó là thứ dễ ghi, dễ mã hóa, số hay ký hiệu chẳng hạn. Còn chuyện Fake News, đời nào chả có anh. Dù truyền miệng, thẻ tre, in giấy hay mã hóa, mọi thứ chỉ thay đổi tốc độ, chứ không thay đổi bản chất. Thành phố có quỹ tên đường do Sở Văn hóa trình, chọn đường nào do Hội đồng Nhân dân biểu quyết, sao lại kỳ vậy được? Có ông nào đấy gọi taxi, đặt Grab không được vì đường không tên, bực quá mới lấy tên mình đặt cho tên đường, dần dần ai cũng quen. Dân từ nơi khác đến, mở bản đồ thấy tên đường là gọi thôi.